Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều ngày 2 tháng 10, thông tin thêm về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 cho biết, mới đây, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, các tổ chức, đơn vị có liên quan. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối này, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.